À, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác một chiếc gương đi Cali. Pro 128B 25 mã nha. Đây. Chiếc này là chiếc gương đi 128B xịn sò. Đây, nội thất của em đây. Các bác xem, quay gần nhé. Quá đẹp, quá lung linh. Để có chữ NS hết các bạn. Zin xịn sò, đây vì vang rồi các bác, em quay sát rồi các bác xem nhé, NS nha, quá đẹp luôn, quá lung linh luôn, xịn sò luôn, zin luôn. Để mà kiếm được em đẹp như này cũng hiếm đấy. Đây, đây. Sò zin luôn. Đây ta ra đằng sau na 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 xịn sò luôn, dây của em ý đây, dây đây các bác, lung vàng, sản xuất năm 1997 à, 1997 đây này, đấy, chiu 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 chiu, bầm bầm bầm, nút đèn tháo hết à, đấy, quá xịn sò luôn. Quá vậy thôi, xin chào các bác nhá. Các bác có mặt nhớ đăng ký kênh của em nhá. Bye bye, xin chào các bác.